Ngày 4 tháng 10, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ việc nam thanh niên cầm vật giống súng chỉ vào người dân đe dọa trên địa bàn. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 10, anh Lê Tuấn Ca, sinh năm 2000, ngụ huyện Hóc Môn, lái xe ô tô chở vợ từ nhà ở xã Đông Thạnh lên quán bánh canh ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để ăn cùng một số người bạn. Khi anh Ca tới nơi ngồi ăn thì có hai thanh niên đến, dùng cục đá xông vào tấn công và rút một khẩu súng đe dọa anh Ca. Nhiều khách đang ăn trong quán thấy nhóm có súng nên vội bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc này, có 4 đến 5 thanh niên khác được cho là cùng nhóm với hai thanh niên trên đi xe máy tới, anh Ca hô hoán rồi bỏ chạy. Sau vụ việc, anh Ca bị xây xát ở tay, đầu và đã tới công an trình báo. Hiện công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ vụ việc.